ly sứ cặp đôi hãy để chiếc ly kể câu chuyện tình yêu đôi bạn tình yêu là tình cảm thiêng liêng và luôn được mọi người trân quý có người cho rằng tình yêu là sự rung động giữa hai người cũng có ý kiến cho rằng tình yêu là khi có người ở bên cạnh yêu thương chia sẻ những niềm vui nỗi buồn ai sinh ra cũng có quyền yêu và được yêu nhưng mỗi người lại có cách yêu và thể hiện tình cảm khác nhau trong tình yêu chắc hẳn sẽ không thể thiếu đi những món quà ý nghĩa dành cho đối phương và nếu như bạn đang gặp khó khăn trong việc chọn mua những món quà đặc biệt dành cho đối phương vì có vô vàng sự lựa chọn ngoài kia, hiểu được tâm lý của các bạn, quà tặng Viva chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người những chiếc ly sứ cặp đôi, một món quà nhận được nhiều sự lựa chọn được nhiều người tin tưởng lựa chọn. Hiện nay, những chiếc ly sứ cặp đôi in hình theo yêu cầu đã được rất nhiều người ưa chuộng bởi những ưu điểm và sự tiện dụng của mẫu ly này. Đây là một trong những sản phẩm có thể thay thế cho những chiếc ly thông thường chai nhựa độc hại không tốt cho sức khỏe khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. VivaGip cung cấp ly sứ và nhận ra công in ấn hình ảnh, slogan, logo lên ly sứ theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nhận đơn hàng số lượng lớn, hỗ trợ thiết kế demo và in theo yêu cầu của quý khách hàng phục vụ các chương trình tặng quà hoặc marketing tạo độ phủ cho công ty. Có thể tặng cốc đôi trong những dịp nào? cũng giống như bao món quà tặng tình yêu khác khi đến các dịp lễ quan trọng hay các cột mốc thời gian đánh dấu kỷ niệm quan trọng các cặp đôi hay các cặp vợ chồng thường tặng cho nhau những món quà thật đặc biệt và ý nghĩa và những chiếc ly sứ cặp đôi cũng là một trong những sự lựa chọn để làm quà cho đối phương của mình vào những ngày như ngày lễ tình nhân hay vào những ngày sinh nhật của đối phương bạn có thể chọn mua những chiếc cốc đôi tình yêu mang ý nghĩa đặc biệt để tặng cho bạn gái bạn trai hay tặng cho người vợ, người chồng của mình, tặng cốc cho người yêu có ý nghĩa gì? Việc chọn cốc làm quà tặng từ lâu đã không còn gì quá mới lạ đối với chúng ta. Nhưng bạn có biết không? Trong văn hóa Trung Quốc thì cốc mang một ý nghĩa hết sức là to lớn. Việc tặng cốc vẫn hay được người Trung Quốc coi là một lời tỏ tình bởi lẽ họ hay chơi chữ đồng âm. Chiếc cốc có nghĩa tương đồng với cuộc đời, nó thể hiện cho sự biết ơn trân trọng hoặc là những tình cảm tốt đẹp nhất mà các đôi tình nhân muốn dành tặng cho nhau như câu nói tặng em chiếc cốc, theo em suốt cuộc đời, qua đó, vậy thì tại sao chúng ta không chọn một chiếc cốc thật đẹp để làm quà tặng cho những người mình yêu thương để thể hiện tình cảm của mình đối với người mình yêu cơ chứ? Có nên tặng cốc cho người yêu? Quà tặng thường được mọi người tặng cho nhau vào những dịp đặc biệt với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta phải tặng quà cho một ai đó chưa? Hay có nên tặng cốc cho người yêu của mình vào những cột mốc thời gian đặc biệt này hay không, để có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi thú vị này, quà tặng Viva chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số lý do sau đây nhé. Vào các dịp đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày phụ nữ Việt Nam, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 hay Valentine. Bạn có thể lựa chọn những mẫu ly sứ cặp đôi để gửi tặng cho đối phương để thể hiện tình cảm, tấm lòng của mình. Việc tặng cho người mình yêu những chiếc cốc tình yêu sẽ là một thông điệp nhỏ chứa đựng tình cảm của mình gửi gắm tới người nhận. Và người nhận cũng sẽ cảm nhận được tình cảm. Tấm lòng của bạn dành cho họ, trong một mối quan hệ, có nhiều lúc chúng ta sẽ không tránh được việc mắc lỗi đối với đối phương. Để có thể dễ dàng nói lời xin lỗi, bạn có thể lựa chọn những chiếc ly sứ này gửi đến người bạn của mình một cách chân thật nhất, một món quà vào những dịp đặc biệt hoặc đơn giản chỉ là bạn muốn tặng thôi cũng sẽ khiến người đó vô cùng bất ngờ và hạnh phúc và việc tặng những chiếc cốc tình yêu cũng không ngoại lệ vì ai ai cũng thích được tặng quà cả địa chỉ mua cốc đôi tình yêu cho ngày valentine lấy liền uy tín nếu bạn đang cần tìm nơi đặt làm ly sứ cặp đôi in hình theo yêu cầu uy tín tại tp hồ chí minh uy tín chất lượng giá tốt hãy liên hệ ngay với viva gip để được tư vấn chi tiết nhé bởi chúng tôi hỗ trợ in chữ hình lên cốc sứ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp nhiều mẫu ly sứ cặp đôi cho rất nhiều doanh nghiệp trên thị trường từ TP.HCM đến Hà Nội và các tỉnh lân cận.